Kinh Đại Phương Đặng Đại Tập, quyển 48, phẩm 15, Nguyệt Tạng. Phần 4, nói về sự việc đời trước của các vị đệ tử Phật. Bây giờ Bồ Tát Ma Tát Di Lặc liền rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải, sửa lại y phục chắp tay hướng về Đức Phật cung kính thưa. Kính thưa Đức Thế Tôn, ai cũng rõ Đức Thích Ca Mâu Ni từ một họ lớn thuộc chủng tộc Sát Lợi Cao Quý, là thái tử của vua Tịnh Phạn ở kinh thành Katila. Nay bốn vị Atula vương thống lãnh chúng Atula kia là loài chúng sinh hết sức thấp kém. Vì sao Đức Thế Tôn cho họ là người thân của mình? Đức Phật nói với Bồ Tát Ma Ha Tát Di Lặc: Thời quá khứ xa xưa, thuộc kiếp thứ 31, có Phật xuất hiện ở đời hiệu là Tỳ Xá Phù Như Lai, 10 tôn hiệu gồm đủ. Đức Phật luôn vì bốn chúng thuyết giảng chánh pháp. Bây giờ có một vị Bà La Môn danh tiếng tên là Phất Xa Gia Nhã, đã từng ở trong quá khứ vun trồng các căn lành nơi vô lượng chư Phật, không hề toái chuyển đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, quy y Tam Bảo và có được đầy đủ lòng tin tưởng sâu xa, thọ trì năm giới xa lìa hẳn mọi phóng dật. Vị Bà La Môn Phất Xa Gia Nhã có cả thảy 8 người em trai. Người thứ nhất tên Phất Xa Kim Cương, người thứ hai tên là Phất Xa Na Tỳ, người thứ ba tên là Phất Xa Xá Lợi, người thứ tư tên là Phất Xa Bạt Ma, người thứ năm tên là Phất Xa Sa Đề, người thứ sáu tên là Phất Xa Thọ, người thứ bảy tên là Phất Xa Tỳ Ly, người thứ tám tên là Phất Xa Na Đề. Vị Bà La Môn Phất Xa Gia Nhã này luôn khuyến khích các người em mình: Này các hiền thủ, các em nay nên quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thọ trì năm giới, xa lìa mọi nẻo phóng dật, cùng phát tâm dốc cầu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng. Mặc cho người anh khuyên bảo, các người em kia đều không chịu quy y Tam Bảo cũng như phát tâm Bồ Đề dốc cầu đạo quả vô thượng trong nhiều năm liền. Người anh luôn tìm cách khuyến khích các em mình về chuyện quy y phát tâm và hỏi: Này các em, giờ đâu các em không chịu quy y Tam Bảo cũng như chẳng chịu phát tâm Bồ Đề, hẳn là có ý gì hay có chỗ mong cầu gì chăng? Các người em liền thưa: Anh như có thể trong ngàn năm tu tập hai uy nghi, chỉ đi chứ không ngồi, không nằm, trải qua 7 ngày đêm, chỉ ăn một ít, tu tập hành khó khăn như thế, đầy đủ trong hàng ngàn năm. Nếu được như vậy thì sau đấy chúng em sẽ quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, lìa hẳn mọi phóng dật, phát tâm Bồ Đề cầu đạo quả vô thượng. Này Bồ Tát Di Lặc, bây giờ vị Bà La Môn Phất Xa Gia Nhã nghe các em mình nói như thế thì nhất tâm hoan hỷ, liền vì họ mà lập thệ nguyện: Các em, như các em có thể quy y Tam Bảo cho đến có thể phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không hề thoái chuyển, thì anh này tất sẽ trong ngàn năm không ngồi không nằm, 7 ngày 7 đêm, chỉ giới hạn ăn chút ít. Ta lập thệ nguyện xong thì trong ngàn năm, hoặc ngày hoặc đêm, cho đến chỉ khoảnh khắc một sát na, không hề nghĩ đến việc nằm ngồi, cho tới trong 7 ngày đêm, nếu ăn uống vượt quá mức đã thệ nguyện kể trên, thì vĩnh viễn sẽ khiến xa lìa 3 đời chư Phật, lìa 6 pháp ba la mật, lìa 10 được nghiệp thiện, không thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ nơi không trung có đến 100.000 ức na cho tha vô lượng chư thiên tán thán: Lành thay, lành thay, bậc đại sĩ đã quyết định dũng mãnh kiên cố với một sức mạnh vô cùng lớn lao. Đại sĩ ở nơi đời vị lai, trong cảnh chúng sinh còn mê lầm tâm tối, tôi sẽ được thành Phật là bậc chánh giác vô thượng, tiếng tâm vang động ở cõi trời. Lúc này Đức Phật Tỳ Xá Phù, do việc Bà La Môn Phất Xa Gia Nhã đã tạo được công đức đầu đà như thế nên khen ngợi: Lành thay, lành thay, vị đại Bà La Môn, người này đã thực hiện những uy nghi khổ hạnh ấy, tu tập bố thí ba la mật cho đến trí tuệ ba la mật, nên ở đời vị lai trong hiện trong đại hiền kiếp thứ 31. Thọ mạng của con người bấy giờ là 100 năm, sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni với các tôn hiệu Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, tiếng tâm chấn động thế gian. Bấy giờ người sẽ thọ ký cho 8 người em mình đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Bồ Tát Di Lặc, vị Bà La Môn Phất Xa Gia Nhã ấy đầy đủ trong ngàn năm đã không hề nằm ngồi, trải qua 7 ngày đêm, chỉ giới hạn mức ăn uống một ít, đã đủ 1.000 năm.
nên nó khiến cho tám người em của ông ta an trụ nơi ba quy y, thọ trì năm giới cùng phát tâm cầu đạo quả bồ đề vô thượng. Này thiền nam, ông phất xa gia nhã đó đã hóa độ tám người em của mình cùng với vô lượng trăm ngàn vạn ức na cho tha người khác nữa, gồm các hàng bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, nam nữ, trẻ em, gái trai đều có được sự hiểu biết trọn vẹn về chánh pháp, nên ở trong pháp của Như Lai Tỳ Xá Phù xuất gia học đạo. Bây giờ mọi kinh luận được giảng thuyết giải thích cùng với các thứ sách vở bên ngoài, ông ta thể đều trì tụng không hề quên, là vì người khác diện nói, sau đấy mới đến trong khu rừng vắng vẻ thực hiện thành tựu pháp thiền ba la mật thuộc chân đế đệ nhất nghĩa, tạo được sự hòa hợp an trụ trải qua năm vạn năm. Trong khoảng thời gian này lại tạo được sự thành tựu trọn vẹn cho vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha an tăng kỳ thiên long dạ xoa atula dạ lâu la khẩn na la ma hầu la dạ súc sinh ngạ quỷ tỳ xá dạ nhân và phi nhân, khiến thảy đều hướng cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không còn thoái chuyển. Này Bồ Tát Di Lặc, vị Bà La Môn Phất Xa Gia Nhã ấy há là một người xa lạ chăng? Chớ nên nghĩ vậy, đấy chính là ta. Vào thời bấy giờ, ta vì nhằm đem lại sự thành tựu cho tám người em của mình, nên ở trong hàng ngàn năm không hề ngồi nằm, chỉ đi hoặc đứng, đã qua 7 ngày đêm chỉ ăn lấy một ít thôi. Cũng chính vì nhằm có được sự thành tựu đó mà ta đã từng đến chốn rừng sâu vắng vẻ, an trụ nơi đệ nhất nghĩa trải qua 5 vạn năm, lại giáo hóa khiến cho vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha a tăng kỳ thiên long dạ xoa atula dạ lâu la khẩn đa la ma hầu la dạ súc sinh ngạ quỷ tỳ xá dạ nhân và phi nhân, thảy đều hướng cầu đạo quả bồ đề vô thượng không hề thoái chuyển. Còn tám người em thời đó, Phất Xa Kim Cương na chính là Atula Vương La Hầu La, Phất Xa Na Tỳ na chính là Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa La, Phất Xa Xá Lợi na chính là Atula Vương Ba La Đà, Phất Xa Bạc Ma nay chính là Atula Vương Bạc Trì Tỳ Lô Dạ Na, Phất Xa Xa Đế nay chính là Ma Vương Ba Tuần, Phất Xa Thọ na chính là Bồ Tát Di Lặc. Do nhân duyên ấy nên đạt được trí vô ngại, thành bậc nhất sinh bổ xứ, an trụ nơi pháp đại thừa. Phất Xa Tỳ Ly nó chính là Tỳ Ma La Cập, Phất Xa Nan Đề nó chính là Đề Bà Đạt Đa. Như thế là nên chú ý, ta từ xưa vì mong cầu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng và nhằm tạo được sự thành tựu cho Ma Ba Tuần nên đã thực hiện vô lượng sự việc khổ não rất khó làm, chỉ nghe thấy cũng đủ kinh hoảng ấy. Do vậy hiện nay Ma Vương Ba Tuần này nhờ vào phước đức trí tuệ hai thứ trang nghiêm nên mới có được các thứ thần thông uy lực với công năng lớn lao, ở trong cõi dục đạt được nhiều tự tại hơn hẳn. Ma Vương Ba Tuần đó cùng với đám quyến thuộc của mình hiện nay ở nơi chỗ ta thì giấy tâm hãm hại, đối với ngọn cờ chánh pháp thì khởi tâm làm cho gãy đổ, đối với chốn tăng bảo thì giấy tâm phá hoại, đối với tám con đường của bậc thánh giác ngộ thì giấy tâm dứt trừ, đối với ngọn đèn chánh pháp thì khởi tâm hủy diệt, đối với hết thảy các pháp lành của mọi chúng sinh thì giải tâm làm cho chìm mất đi, bày ra tâm gây trở ngại cho đạo pháp, tạo tâm gây nên kinh sợ, không khởi tâm thương xót, giải tâm trái nghịch, khởi tâm khiến mọi chúng sinh thoái lui rồi bỏ nẻo thiện, rơi vào cõi ác, đối với các chúng rồng thì giải tâm làm cho hoảng sợ, đối với cung Atula thì giải tâm phá hoại. Đối với nơi chốn thuyết pháp với đông đảo đại chúng tụ hội như hiện nay thì dốc lòng ngán ngại. Vì vậy mà đi đến đây là khởi tâm muốn hủy hoại đông đảo đại chúng. Dây ý xấu ác như thế nên dòm ngó quanh quất bới ngồi, nhằm xem có chúng sinh nào làm chướng ngại cho người khác, nhằm nhiễu loạn kẻ khác, chế ngự người khác, khinh thị, lấn hiếp kẻ khác. Mong cầu được khen ngợi, cầu được tiếng tâm, dựa nơi năm thứ dục lạc mà vui chơi mặc sức. Nhằm cầu phú quý nên tu hành sáu pháp ba la mật, không vì giải thoát, không vì tin tưởng tôn kính, không nhằm xa lìa tham dục đạt được tịch tỉnh, mà chỉ dốc cầu năm thứ dục lạc cho bản thân mình, nên tu hành các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, trí tuệ, thiền định, trí tuệ. Tạo ra những thứ kết xử như thế là nhằm buộc chặt mọi loài nơi vòng ngu si mê muội.
Ở nơi cõi dục, quả báo đã đưa đến trọn vẹn làm cho 33 tuần khổ não như vậy. 33 tuần đó do nhầm làm chướng ngại cho kẻ khác, nhầm quấy nhiễu kẻ khác, hàng phục, khinh thị, lấn hiếp kẻ khác, nhầm mong được khen ngợi, mong có tiếng tăm, dựa vào năm thứ dục lạc để vui chơi mặc sức, mong cầu phú quý, mà ở trong pháp của Đức Như Lai Tỳ Xá Phù đã tu hành các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Do nhân duyên ấy nên hiện nay các pháp lành đã hết. Ở đời ác, ở đời sáu ác đầy, năm thứ vẫn lục là thân ma vương. Đối với Tam Bảo không còn, không sinh lòng kính tinh, không chế tâm tôn quý, quy ngưỡng. Như thế là ma ba tuần thường đối với chúng sinh tạo các điều xấu ác, chẳng nhằm đem lại lợi ích cho họ, chỉ nhằm khiến họ khổ não, khiến họ bị đọa lạc vào các đường ác. Đề Bà Đạt Đa cũng như thế. Còn các vị Atula Phương, La Hầu La, Tỳ Ma Chất Đa La, Ba La Đà, Bạc Trì, Tỳ Lô Giá Na, Mâu Chân Lâu Đà, cùng với những Atula khác, cũng ở trong pháp của Đức Như Lai Tỳ Xá Phụ, kiêu mạn, buông lung, luôn giấy khởi, chẳng siêng năng tu tập, lại mang lòng nghi hoặc lẫn lộn với bao thứ phiền não, tham dục, giận dữ, ngu si, tà kiến, vô minh, giấy tâm, chấp chặt vào nẻo đoạn thường. Cho dù có tu tập các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, trí tuệ, do từ nhân duyên ấy mà nay sinh ở loài thấp kém thuộc nẻo Atula với thân hình súc sinh khổ não, bị bao thứ ràng buộc trói chặt trong vòng ngu si nghi lầm. Vì thế mà họ hãy còn chẳng có thể phát khởi được chánh kiến ở thế gian. Nói chi tới việc phát khởi được các căn lành vô thượng, chưa có Bồ Tát Ma Ha Tát Di Lặc Tỳ Ma La Cật cùng Atula Tiên Bồ Đề Mang ở nơi pháp của Đức Như Lai Tỳ Xá Phụ không hề tạo chướng ngại cho kẻ khác, kể cả việc không hề mong cầu phú quý, chỉ nhằm vui thích trong việc xa lìa tham dục, giáo hóa chúng sinh, giúp tu tập sáu pháp ba la mật. Do nhân duyên đó mà các bậc đại trượng phu Bồ Tát Di Lặc Tỳ Ma La Cật Atula Tiên Bồ Đề Mang đạt được trí tuệ vô ngại, dùng các công đức trang nghiêm của Bồ Tát khéo tạo thành thuốc trí tuệ đối với tất cả chúng sinh. Do vậy mà nay ta mới nói rõ với chư vị, nếu có người muốn chống đạt trí tuệ vô thượng thì người ấy phải nên tin tưởng sâu xa vào cảnh giới thanh tịnh, dùng chân đế đệ nhất nghĩa mà cầu bồ đề, cho nên theo nẻo thế tục đế. Ví như nước nơi năm con sông lớn đổ về mới có thể làm đầy biển rộng, không dùng các con sông nhỏ. Cũng thế, nhờ dựa vào đệ nhất nghĩa mới nhanh chóng có thể làm sung mãn hết thảy biển trí tuệ, không dùng nẻo thế tục đế. Lại như núi Chúa Tu Chi, nhờ dựa nơi đại địa mà đứng vững lâu bền không động, không do việc dựa vào nước. Cũng vậy, nhờ nương tựa vào chân đế đệ nhất nghĩa mà tất cả căn lành đều được kiên cố, không phải nhờ vào thế tục đế. Lại như hết thảy các loài cỏ cây, nhờ nương nơi đại địa mà được sinh trưởng, không nhờ vào cỏ lá. Cũng như vậy, với các pháp bốn niệm xứ cho đến 18 pháp bất cộng, đại từ đại bi, nhờ nương tựa vào chân đế đệ nhất nghĩa mà được sinh trưởng, không đi theo nẻo thế tục đế. Lại như gió mạnh, nhờ dựa vào nơi hư không nên có thể thổi tung bay các thứ khói bụi, khói mây, bụi mù, không dựa vào nơi đất. Cũng vậy, vì nhằm đạt đạo quả bồ đề vô thượng mà các thiện nam, thiện nữ đã dựa vào chân đế đệ nhất nghĩa, nó có thể thổi tung dạt hết các thứ mây ác kiến, các thứ khói phiền não cùng các bụi bặm của mười nẻo ác, không nhờ vào thế tục đế mà có được. Lại như nhờ nương vào ánh sáng rộng lớn của mặt trời mà thấy được mọi chốn cao thấp cùng các thứ màu sắc hình tượng và vô số nẻo hành động, chẳng phải nhờ vào ánh sáng nhỏ nhoi của đèn dầu mà có được. Cũng vậy, nhờ nương tựa vào chân đế đệ nhất nghĩa mà nói với tâm bồ đề đã dứt sạch hết mọi mê lầm, tạo các nghiệp lành, không nhờ vào thế tục đế mà đạt được. Vì thế nên để bỏ mọi nẻo tác động của ái thủ, an trụ nơi chốn lâm viên thanh vắng, không theo lối phóng dật mà dốc tâm tu tập đệ nhất nghĩa, chẳng dựa vào nơi thế tục đế. Được như vậy nó có thể mau chóng tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật ở nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành bậc chánh giác. Bây giờ Đức Thế Tôn nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa đã nêu nên nói kệ Di Lặc nhất sinh xứ, hỏi bậc tôn đạo sư, làm sao loài súc sinh
bảo là thân với người. Thế Tôn thấy lâu xa, nói với Di Lặc: chúng Tu La từ xưa đều là anh em ta. Kiếp thứ 31, thời Phật Tỳ Xá Phụ, ta làm Bà La Môn, không tuệ tên Gia Nhã, sáu độ luôn thích ứng, chẳng thoái chuyển Bồ Đề. Thời ta có tám em Bà La Môn tà kiến, khuyên kính tinh Tam Bảo, cùng phát tâm Bồ Đề. Chúng đều chẳng theo lời, do ngu si tà kiến, đã trải qua nhiều năm căn độn tạo lời này. Anh nên trong ngàn năm luôn lìa chuyện ngồi nằm, lại chạy 7 ngày đêm, chỉ cơm chỉ ăn một nắm, đủ ngàn năm như thế em sẽ trụ Bồ Đề. Ta thời một lòng vui, thời trụ hai uy nghi, trải qua ngàn năm đủ, đạt trọn vẹn thể ấy. Lại hóa độ chúng sinh, dốc xuất gia lìa dục, lại cùng đệ nhất nghĩa hòa hợp hàng vạn năm. Đệ nhất nghĩa như vậy, ta luôn an trụ gốc, hóa chuyển chúng vô lượng, vẫn trụ đạo vô thượng. La hầu tỳ ba chất, bà trĩ ba la đà, ba tuần tỳ ma cật, Di Lặc cùng Bồ Đề. Tám người ấy hôm nay trước đều là em ta, vì tu tập khổ hạnh thành tựu nẻo Bồ Đề. Ta vì đạo vô thượng hành các việc khổ khó, ba tuần đề bà đạt, luôn muốn mưu hại ta, mà nơi thời quá khứ chỗ tạo các nghiệp lành, ban đầu không tinh kính, thường nhầm quấy muôn loài, chạy dốc phú quý dục, cầu danh chẳng tôn trọng. Nơi pháp Tỳ Xá Phù hành hóa đủ sáu độ, pháp lành đã dứt hết, pháp ác liền tăng thêm, nên làm ma ba tuần trong cõi dục tự tại. Lại nơi ba ngôi báu chẳng chịu sinh kính tinh, ba tuần đề bà đạt, luôn nhầm nhiễu chúng sinh. Như thế Tu La Vương thêm kiêu mạn phóng dật, nghi hoặc dục cấu nhiễm, cùng hành bao ganh ghét. Nay tại loài súc sinh mà làm Tu La Vương, nơi các pháp tối thượng không trí chẳng thể tường. Di Lặc Tỳ Ma Cật, tiên Tu La đạo mang, tinh kính Tỳ Xá Phù, tu hành đạo vô thượng, luôn cùng sáu độ hợp, thường giáo hóa chúng sinh. Do vậy nay thù thắng, thành tựu trí vô ngại. Vậy ta nên nêu rõ, nên liệt mọi nghi hoặc, dốc tu đệ nhất nghĩa, chứng Bồ Đề chẳng khó. Như biển luôn tràn đầy vô số loại vật báu, tu chân đế như thế nên khiến trí viên mãn. Lại như nương đại địa, mọi hoa màu sinh tăng, hợp chân đế cũng vậy, sinh tăng Bồ Đề thắng. Như chó nương cõi không, thổi tung mọi bụi mù, tu chân đế cũng vậy, diệt hết các phiền não. Như nương ánh mặt trời, thấy rõ mọi hình sắc, nhờ trụ đệ nhất nghĩa nên thấy các pháp Phật. Vì thế muốn nhầm cầu nơi đời chóng thành Phật, nên lìa mọi kiến chấp, an trụ đệ nhất nghĩa, lại đến chốn rừng vắng, ngồi yên tu thiền định, riêng mình dốc quyết chí, cầu Bồ Đề vô thượng, tinh cần thu phục mình, ngăn giữ nơi tâm ý, dứt bỏ mọi tà kiến, xa lìa nẻo đoạn thường, rồng dạ xoa tâm giận, cùng với mọi quỷ thần, vô lượng trăm ngàn ức, đem chân đế hóa độ. Phần 5. Chân đế đệ nhất nghĩa. Bây giờ Bồ Tát Ma Tát Nguyệt Tạng liền rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật quỳ mọp đầu gối bên phải chạm sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật cung kính thưa: kính thưa Đức Thế Tôn, con này có chỗ muốn xin hỏi, kính mong Đức Như Lai ưng thuận theo đấy mà giải thích. Đức Phật nói với Bồ Tát Ma Tát Nguyệt Tạng: này thiện nam, Như Lai là bậc chánh biến tri, Bồ Tát cứ việc nói bày chỗ mình hỏi, Như Lai sẽ theo đấy mà giải đáp, khiến Bồ Tát tâm được hoan hỷ. Bồ Tát Ma Tát Nguyệt Tạng nghe Phật nói thế liền thưa: kính thưa Đức Thế Tôn, con xin vâng lời. Kính thưa Đại Đức Bà Già Bà, Bồ Tát Ma Tát làm thế nào để trụ nơi A Lan Nhã, tu tập theo nẻo chân đế đệ nhất nghĩa, đạt được viên mãn như mặt trăng, dùng bốn thứ vô ngại để đem lại sự thành tựu trọn vẹn cho chúng sinh, có thể thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật? Đức Phật nói: lành thay, này thiện nam, thật đã nêu hỏi ý nghĩa thú vị như vậy. Bồ Tát ở thời quá khứ, nơi vô lượng chư Phật đã vun trồng các căn lành, tu tập các công đức với mọi nẻo hành hóa viên mãn, đã từng nêu hỏi về nhiều ý nghĩa sâu xa hết mực như thế.
Bồ Tát hôm nay đích thực là nhằm về những ai chưa từng tu tập cầu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng. Vì chư thiện nam, thiện nữ nên nêu câu hỏi như vậy. Này thiện nam, hãy cố gắng lắng nghe và khéo suy nghĩ ghi nhớ. Ta sẽ vì Bồ Tát mà phân biệt giảng rõ. Này thiện nam, như có các hàng thanh tín thiện nam, thiện nữ mong cầu đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì phải nên nhận thức như thế này, tất cả chúng sinh hiện có trong ba cõi đều vì tham dục giận dữ si mê mà thứ độc ấy như lửa dữ thiêu đốt cháy bùng, sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não cũng đều thiêu đốt cháy bùng như thế nên chẳng được giải thoát. Lúc quan sát và nhận thức như vậy, Bồ Tát đối với mọi chúng sinh nên khởi tâm đại bi, lại suy nghĩ hết thảy chúng sinh không ai là không chán ghét khổ cầu an lạc. Mọi loài ấy chính đã bị nẻo khổ xoay chuyển như năm lớp bánh xe xoay vần. Lại suy nghĩ tiếp, do nhân duyên nào mà các chúng sinh kia do bao nỗi khổ có tăng trưởng không khi nào dừng dứt. Trong khi suy nghĩ như vậy thì sẽ nhận biết rõ là mọi chúng sinh đã bị nhân duyên ái thủ ràng buộc khống chế nên phải nhận lấy bao khổ luôn tăng trưởng không hề dứt. Vì thế phải nên dứt bỏ hẳn nhân duyên tạo nên chỗ buộc chặt của ái thủ, nhân đấy hướng đến chỗ lâm phiên tịch tỉnh riêng lẻ một mình, ở nơi chân đế đệ nhất nghĩa tu duy an trụ. Như thế để trước là tự trừ khổ cho chính mình, sau đấy thì mới có thể trừ khổ cho chúng sinh. Bồ Tát như vậy là đem tâm chân thật nhằm khiến cho chúng sinh khổ được đạt an lạc. Nên biết tâm ấy từ nơi đại bi giải khởi. Bồ Tát Ma Ha Tát dứt bỏ sạch hết thảy nhân duyên trói buộc của ái thủ, đi tới chốn lâm viên tịch tỉnh, chỉ riêng mình như loài tê giác ở nơi bốn thánh chủng hoan hỷ an trụ, không niệm về địa, không niệm về địa thuộc ta, không niệm về ta thuộc địa. Với ba đại thủy hỏa phong cũng như thế, là chẳng niệm về sắc, chẳng niệm sắc của ta, chẳng niệm ta thuộc về sắc. Bốn ấm thọ tưởng hành thức cũng như vậy, là chẳng niệm về nhãn, chẳng niệm về nhãn của ta, chẳng niệm về ta là của nhãn thức. Như thế thì cũng chẳng niệm về nhãn xúc, chẳng niệm về nhãn xúc là của ta, chẳng niệm về ta là của nhãn xúc. Như vậy là từ nhân duyên nhãn xúc mà sinh thọ hoặc khổ vui, chẳng khổ chẳng vui, chẳng niệm về lạc, chẳng niệm về lạc là của ta, chẳng niệm về ta là của lạc, cho đến đối với chẳng khổ chẳng lạc cũng niệm như thế. Các căn nhĩ tỷ thiệt thân cũng được niệm như vậy. Chẳng niệm về ý, chẳng niệm về ý là của ta, chẳng niệm ta là của ý, cho đến do nhân duyên ý xúc mà sinh thọ hoặc khổ vui, chẳng khổ chẳng vui, là chẳng niệm về lạc, chẳng niệm về lạc là của ta, chẳng niệm về ta là của lạc, cho tới chẳng niệm về không khổ không lạc cũng như thế. Lại chẳng niệm về bốn đại, chẳng niệm về bốn đại là của ta, chẳng niệm về ta là của bốn đại, cho đến chẳng niệm về ba thọ, chẳng niệm về sáu tưởng, chẳng niệm về ba hình, chẳng niệm về sáu thức, chẳng niệm về sắc thanh hương vị xúc cũng như vậy, chẳng niệm về xứ hư không, chẳng niệm về xứ thức, chẳng niệm về xứ vô sở hữu, chẳng niệm về xứ phi tưởng phi phi tưởng, chẳng niệm về kiến, về văn, về giác, về tri, chẳng niệm về sự thay đổi nối tiếp, chẳng niệm về sự xem xét nhận biết, chẳng niệm về tâm, chẳng niệm về thế gian này thế gian kia, chẳng niệm về quá khứ hiện tại vị lai, chẳng niệm về hai niệu đoạn thường, chẳng niệm về tam muội, về thiền, về xả, về tận, về dụng, về sinh, về diệt, về ngã, về số lượng, về đen trắng, về hơn kém, về hành trụ, về ngồi nằm, về tối sáng. Chẳng niệm về tạo tác, về ba cõi, về mỗi sát na cũng như thế. Ha 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 ha. Đạt la mị, đạp bà xoa, đạp bà yết lạc xoa di, đà bà mộc xoa di, tô bà hạ. Này thì nam, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trụ nơi chốn lâm viên thanh vắng, tu tập theo chân đế đệ nhất nghĩa. Lúc Đức Phật giảng nói xong về chân đế đệ nhất nghĩa của cảnh giới A Lan Nhã, có tới 80 ức trăm ngàn tầng bà la chư thiên Phật người dốc sức tu tập thêm đối với chân đế đệ nhất nghĩa, đạt được pháp nhẫn vô sinh, là có hàng hà sa số chư thiên người đạt được nhẫn nhu thuận, có tới số lượng chúng sinh nhiều hơn cả cõi hư không đạt được pháp tam muội không quên tâm bồ đề, là còn có 84.000 vị tỳ kheo đạt được tâm vô lậu giải thoát. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói: Này thiện nam, như có chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát như đã nêu trên,
dứt bỏ mọi chấp duyên trói buộc của ái thủ cho đến như ta đã nói khi giảng về chân đế đệ nhất nghĩa. Làm sao Bồ Tát Ma Ha Tát đạt đến viên mãn như mặt trăng, dùng bốn thứ vô ngại đem lại thành tựu trọn vẹn cho các chúng sinh, thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật. Này thiện nam, chư Bồ Tát Ma Ha Tát quán sát nơi mọi chúng sinh đều vì ba thứ độc hại làm ngọn lửa đốt cháy bùng lên, sinh lão bệnh tử lo buồn khổ não thiêu đốt cháy bùng lên nên chẳng được giải thoát. Lúc có được quan sát và nhận biết như thế, Bồ Tát đối với mọi chúng sinh kia khởi tâm đại bi, đó là Bồ Tát Ma Ha Tát đã đạt được như mặt trăng tỏa chiếu xua trừ mọi nẻo vô minh đen tối của chúng sinh, khác nào lúc mặt trời mặt trăng mới xuất hiện. Như Bồ Tát Ma Ha Tát vừa nhằm chấp trừ mọi khổ não của chúng sinh nên lìa bỏ mọi nhân duyên trói buộc của ái thủ, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát đã đạt được như mặt trăng tỏa chiếu xua trừ mọi nẻo vô minh tối tâm của chúng sinh, cùng với nghĩa vô ngại tương ứng, làm cho mọi chúng sinh thành thục thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật nên như là hai vầng nhật nguyệt. Như Bồ Tát Ma Ha Tát đi đến chốn lâm viên tịch tỉnh, chỉ riêng một mình như loài tê giác, chưa dễ an trụ nơi bốn thánh chủng, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát đã đạt được như mặt trăng tỏa chiếu xua trừ ba thứ vô minh tâm tối, cùng với pháp vô ngại tương ứng đem lại sự thành tựu cho chúng sinh, thực hiện đủ sáu pháp ba la mật nên như là ba vần nhật nguyệt. Như Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập nẻo chân đế đệ nhất nghĩa, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát đã đạt được như mặt trăng tỏa chiếu xua trừ mọi nẻo vô minh tâm tối của chúng sinh, thực hành đầy đủ sáu pháp ba la mật nên như là bốn vần nhật nguyệt. Như Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi cảnh giới trong bao cõi hết thảy mọi thứ dục lạc thể đều dứt bỏ để dốc tu theo nẻo chân đế đệ nhất nghĩa, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát đã đạt được như mặt trăng tỏa chiếu xua tan bao nguồn ái dục của chúng sinh, cùng với lạc thuyết vô ngại tương hợp đem đến cho chúng sinh mọi thành tựu trọn vẹn, thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật nên như là năm vần nhật nguyệt. Như Bồ Tát Ma Ha Tát từ bỏ mọi dục lạc trong cõi người hiện có, cũng không mong cầu nơi năm thứ dục lạc mà dốc tu tập nẻo đệ nhất nghĩa, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát đã đạt được như mặt trăng tỏa chiếu xua tan bao nẻo tối tâm giận dữ của chúng sinh, đem lại cho họ sự thành tựu trọn vẹn, có thể thực hiện đầy đủ pháp bố thí ba la mật. Do vậy Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi chúng sinh như là sáu vần nhật nguyệt. Như Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi cảnh giới đạt được pháp định Samatha, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát đã đạt được như mặt trăng tạo được sự thành tựu trọn vẹn cho chúng sinh, có thể thực hiện đầy đủ pháp trì giới ba la mật. Vì vậy Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi chúng sinh như bảy vần nhật nguyệt. Như Bồ Tát Ma Ha Tát đối với mọi cảnh giới trong ba cõi, dừng dứt mọi sự kết hợp, không phân biệt sân giận, không phân biệt từ bi, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát đã tạo được mọi thành tựu cho chúng sinh, có thể thực hiện đầy đủ pháp nhẫn nhục ba la mật. Vì vậy mà Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi chúng sinh như tám vần nhật nguyệt. Như Bồ Tát Ma Ha Tát đối với tất cả các nẻo trong ba cõi, đều dừng dứt mọi sự kết hợp ràng buộc không còn các sự phân biệt về hướng lối, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát đã tạo được mọi thành tựu cho chúng sinh, có thể thực hiện đầy đủ pháp tinh tấn ba la mật. Vì thế Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi mọi chúng sinh được xem như chính vần nhật nguyệt. Như Bồ Tát Ma Ha Tát vì thương xót mọi chúng sinh nên dốc tu tập đệ nhất nghĩa, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát đã tạo được mọi thành tựu cho chúng sinh, có thể thực hành đầy đủ pháp thiền định ba la mật. Vì vậy Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi mọi chúng sinh được xem như là mười vần nhật nguyện. Như Bồ Tát Ma Ha Tát do vì mọi chúng sinh nên đối với mọi nẻo ấm giới nhập ba thọ trong ba cõi đều không phân biệt, hoàn toàn dứt mọi phân biệt, an trụ nơi cõi thật đế, dốc tu tập đệ nhất nghĩa, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát đã tạo được mọi thành tựu cho chúng sinh, có thể thực hiện đầy đủ pháp trí tuệ ba la mật. Vì vậy Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi mọi chúng sinh được xem như là 11 vần nhật nguyệt. Này thiện nam, như thế là chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy đã ở nơi lâm viên tịch tỉnh tu nẻo đệ nhất nghĩa, đạt được như mặt trăng dùng bốn thứ vô ngại đem lại mọi thành tựu cho chúng sinh, có thể thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật. Lại nữa, này thiện nam, làm thế nào để Bồ Tát Ma Ha Tát trong lúc tu tập nẻo đệ nhất nghĩa đem lại mọi thành tựu cho chúng sinh lại đạt được như mặt trăng
Này thiền nam, như Bồ Tát Ma Tát trụ nơi lâm viên tịch tỉnh, hoặc đi đứng hoặc nằm ngồi, xa lìa mọi phân biệt về hết thảy các nẻo ấm giới nhập trong ba cõi. Từ sở an trụ không phân biệt ấy, tu tập nẻo đệ nhất nghĩa. Lúc này các hàng địa, hành thiên, long, dạ xoa, đa sát, atula, cư bền trà, ngạ quỷ, tỳ xá xà, phú đơn na, ca tra phú đơn na, đói khát lạnh nóng, là thêm kinh sợ, thân tâm luôn bị bức bách, từ mang lòng sân hận sâu ác, đối với mọi chúng sinh không hề có lòng thương xót, không biết lo sợ về đời sau. Hết thảy các hàng đó, từ thiên long cho tới chúng ca trá phú đơn na, đi tới chỗ Bồ Tát, trong thấy thế thì cất tiếng cười lớn, mà muốn đoạt lấy khí lọc tinh túy của Bồ Tát. Lại đem khí ác hà hơi thấy vào, cùng muốn quấy động, làm cho tâm Bồ Tát bị tán loạn. Các chúng quỷ thần đó tuy giải ý xấu ác như thế, nhưng cách sai một do tuần đã không thể đi tới chỗ Bồ Tát được. Làm sao có thể thực hiện được những ý đồ xấu ác vừa kể? Các chúng quỷ thần ấy sinh tâm cho là điều hết sức lạ lùng. Thế là lại hiện ra những hình sắc cực kỳ xấu ác, nhằm khiến cho Bồ Tát tâm kinh sợ mà bị phân tán. Nhưng Bồ Tát vẫn ung dung đi đứng, thậm chí không thể làm lay động được một chút lông nơi chân tướng, nói chi tới việc có thể tạo được mọi thứ não loạn khác. Đám thiên long cho tới quỷ ca trá phú đơn na ấy đã dùng hết thảy các phương tiện xấu ác, nhưng chẳng thể làm não loạn được chút gì cả đối với chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập nẻo đệ nhất nghĩa. Đám quỷ thần đông đảo đó ở nơi chỗ Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập nẻo đệ nhất nghĩa đế liền sinh tâm kính tinh, tôn trọng, ngưỡng mộ, cho là điều ít có, do sinh lòng kính tinh đối với Bồ Tát ấy, nên thân tâm của chúng quỷ thần kia dứt hết khổ, có được đầy đủ an lạc. Chúng quỷ thần đó lại thường lui tới chỗ Bồ Tát cung kính đảnh lễ, trở về lại nơi chốn gốc của mình. Mọi việc đi lại dừng trụ đều thư thái, lại đối với chúng sinh tạo được sự tương hợp kính trọng, thường sinh tâm từ, không còn sinh tâm sợ hãi, chẳng còn sinh tâm xu nịnh, tâm não hại, dứt mọi tâm oán thù, tâm chống đối tranh giành, tạo được tâm bình đẳng, dần dứt tâm sát hại sinh mạng, cho tới việc dứt trừ tâm tà kiến. Chúng quỷ thần ấy luôn luôn hướng về Bồ Tát bày tỏ sự kính trọng hết mức, đầu mặt cung kính đảnh lễ phát nguyện sám hối hết thảy tà mọi tạo tác tội lỗi và thưa: chúng tôi từ nay cho đến về lâu về dài, trong dòng lưu chuyển của sinh tử, dù trải qua bao thời gian, cũng sẽ xin dốc lòng cung kính cúng dường Bồ Tát, xin được làm kẻ tả hữu, bạn thân, hàng tri thức, anh em quyến thuộc cùng làm đàn na thí chủ, cho đến khi Bồ Tát ở nơi đạo quả Bồ Đề Vô Thượng thành bậc chánh giác. Bấy giờ xin Bồ Tát ở trong ba thừa thọ ký cho chúng tôi. Nhờ uy lực của Bồ Tát ấy, chúng tôi sẽ ở nơi dòng sinh tử lưu chuyển đạt được giải thoát, nhập vào được thành vô ý. Đây chính là Bồ Tát Ma Ha Tát vào lúc tu tập nẻo đệ nhất nghĩa đã tạo được mọi sự thành tựu trọn vẹn cho chúng sinh, có thể thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật. Vì thế Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi mọi chúng sinh được xem là 12 phần nhật nguyệt. Như Bồ Tát Ma Ha Tát lúc an trụ nơi lâm viên vắng vẻ tu tập đệ nhất nghĩa, mọi chúng không hành hiện có như thiên long, dạ xoa, la sát, atula, cư bàn trà, ngạ quỷ, tỳ xá xà, phú đơn na, ca tra phú đơn na, đối với mọi chúng sinh hết sức độc ác, sân hận, không chút thương xót, chẳng biết lo sợ về đời sau. Chúng quỷ thần này dù đã tạo ra các thứ hình sắc xấu ác, chẳng có chút uy nghi như thế, thậm chí chẳng có thể làm động đến một chút lông nơi thân tướng Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ nơi lâm viên tịch tỉnh, huống chi là tạo được những thứ não loạn khác. Như thế là chúng thiên long kia liền đối với Bồ Tát Ma Ha Tát sinh tâm kính tinh, nhận đến việc dừng dứt bởi nẻo đường bất thiện. Chúng quỷ thần đó luôn luôn tìm đến chỗ Bồ Tát phát nguyện, xin sám hối về tất cả mọi tạo tác tội lỗi, xin được làm kẻ tà hữu cho tới khi Bồ Tát ở nơi ba thừa thọ ký cho chúng tôi. Chúng tôi ở nơi dòng sinh tử sẽ được giải thoát, nhập vào thành vô ý. Đó chính là Bồ Tát Ma Ha Tát lúc tu tập ở nẻo đệ nhất nghĩa đã tạo được mọi thành tựu cho chúng sinh, có thể thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật. Do vậy Bồ Tát Ma Ha Tát đối với mọi chúng sinh được xem như là 13 phần nhật nguyệt. Như Bồ Tát Ma Ha Tát lúc an trụ nơi lâm viên tịch tỉnh tu tập nẻo đệ nhất nghĩa, chư thiên long quỷ thần cho đến quỷ ca trá phú đơn na tìm đến gần chỗ của Bồ Tát Ma Ha Tát xin sám hối mọi chướng nghiệp, chướng của nghiệp.
chướng của chúng sinh, chướng của các pháp, chướng của phiền não, cho đến việc Bồ Tát tạo được mọi thành tựu cho chúng sinh đã có thể thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật. Vì thế Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi mọi chúng sinh được xem như là 14 phần nhật nguyệt. Như Bồ Tát Ma Ha Tát lúc an trụ nơi lâm viên vắng vẻ tu tập nẻo đệ nhất nghĩa, chúng thiên long, dạ xoa, la sát, cư bàn trà, ngạ quỷ, tỳ xá, già, phú đơn na, ca tra phú đơn na, hết sức độc ác sân hận đối với mọi chúng sinh, không có chút lòng thương xót, chẳng dốc kính tinh, không hề biết sợ về đời sau, cho tới việc chúng quỷ thần ấy ở nơi chốn của Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập nẻo đệ nhất nghĩa đế có được lòng kính tinh sâu xa, tôn trọng quy ngưỡng đối với Bồ Tát, sinh tâm hy hữu, tất cả thảy đều rời bỏ nghiệp ác, cùng lìa bỏ nhà cửa, ngày đêm đi tới chỗ Bồ Tát tu tập nẻo đệ nhất nghĩa ấy, tu hành như trên, dứt bỏ sự giết hại sinh mạng đối với chúng sinh, với tâm từ bi, tâm đem lại lợi ích, tâm thương xót mà an trụ, dừng dứt mọi nẻo trộm cắp tà dâm vọng ngữ. Đó chính là Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập nẻo đệ nhất nghĩa, có thể thực hiện đầy đủ pháp bố thí ba la mật. Như chúng quỷ thần đó dừng dứt nẻo nói hai lưỡi, đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát có thể thực hiện đầy đủ pháp trì giới ba la mật. Như chúng quỷ thần kia dứt bỏ nẻo ác khẩu, đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát có thể thực hiện đầy đủ pháp nhẫn nhục ba la mật. Như chúng quỷ thần ấy đã dừng dứt lời nói theo dệt, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát đã có thể thực hành đầy đủ pháp tinh tấn ba la mật. Như chúng quỷ thần ấy đã dừng dứt tham dục giận dữ, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát có thể thực hiện đầy đủ pháp thiền định ba la mật. Như chúng quỷ thần đó đã từng dứt nẻo tà kiến, đạt được chánh kiến, thường xuyên tạo nguyện sẽ khiến cho chúng tôi đạt được trí vô thượng, thì đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát đã có thể thực hiện đầy đủ pháp trí tuệ ba la mật. Như chúng thiên long ấy, kể cả loài quỷ ca trá phú đơ na, ở nơi chỗ Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập nẻo đệ nhất nghĩa, có được lòng kính tinh sâu xa, đã cũng không hề sợ hãi đối với hàng sát lợi sa môn bà la môn tỳ xá thủ đà, cũng chẳng kính sợ đối với đam phu phụ nữ trẻ em trai gái, cũng chẳng kính sợ đối với các loài vật voi ngựa sư tử cọp báo chó sói hươu nai chim thú, lại cũng không kính sợ đối với cõi nước thành ấp làng xóm nhà cửa, lại cũng không kinh sợ đối với đất nước gió lửa, lại cũng không kinh sợ đối với cây cỏ cây thuốc rừng cây hoa quả các thứ thực vật. Đây chính là Bồ Tát Ma Ha Tát lúc dốc tu tập đệ nhất nghĩa đã tạo được mọi thành tựu cho chúng sinh, dẫn tới có thể thực hiện trọn đủ sáu pháp ba la mật. Vì vậy Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi mọi chúng sinh được xem như là 15 phần nhật nguyệt hoàn toàn viên mãn. Như thế là Bồ Tát Ma Ha Tát trụ nơi lâm viên tịch tỉnh, dốc tu tập nẻo chân đế đệ nhất nghĩa, nên mau chóng thực hiện trọn đủ sáu pháp ba la mật. Với như 15 phần nhật nguyệt được chúng tinh tố vây quanh hết mực đẹp đẽ phía diệu, cũng như thế Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập đệ nhất nghĩa đế đã tạo được tâm kính tinh cho chúng thiên long, cho tới loài quỷ ca trá phú đô na, được chúng ấy khéo tìm đến vây quanh hết mực phía diệu đáng quý mến. Với như 15 phần nhật nguyệt tỏa chiếu sáng suốt trừ hết thảy mọi nẻo vô minh tâm tối, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập đệ nhất nghĩa đế cũng như vậy, đã tỏa chiếu ánh sáng giác ngộ xua trừ 10 nẻo bất thiện của chúng thiên long cho tới loài quỷ ca trá phú đơn na. Với như thể tánh của ánh trăng là trong lành mát mẻ, có thể khiến cho mọi chúng sinh bị phiền não nung đốt có được thân tâm an lạc, cũng vậy Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập đệ nhất nghĩa đã có thể khiến cho chúng thiên long cho tới loài quỷ ca trá phu đô na thường bị sự sân hận não loạn, được trụ nơi tâm tự thân đạt được an lạc, với như ánh trăng khiến cho người mất đường đi thấy lại được đường mình đi. Cũng như thế Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập đệ nhất nghĩa đế đã khiến cho chúng thiên long chả xoa kể cả loài quỷ ca trá phu đô na đã bị mất đường đi về nẻo thiện, bây giờ đối với cõi trời người đều dấy khởi tâm thương quý giúp đỡ, dẫn tới việc nhận biết về ba thừa của đạo pháp giác ngộ. Với như 15 phần nhật nguyệt hết thảy viên mãn tỏa chiếu nơi ngọc báo mani nguyệt ái, thì ngọc báo mani ấy do nhờ ánh sáng mặt trăng chiếu vào nên có thể là tuôn ra nhiều nước làm đầy nơi các sông nhỏ cùng các sông lớn, dẫn tới làm đầy nơi biển rộng. Cũng như thế Bồ Tát Ma các tu tập nẻo chân đế đệ nhất nghĩa do diệu lực của những oai nghi từ nơi mình nên đã khiến cho thậm chí cả loài quỷ ca trá phú đơn đa cũng có được lòng kính tinh sâu xa,
Từ đây chúng không còn sợ hãi các hàng sát lợi cho ta đám trẻ em gái trai, chẳng còn sợ hãi đối với thành ấp xóm làng cho đến rừng cây hoa trái. Nhờ vào nhân duyên ấy mà chúng nhân phi nhân, kể cả loài quỷ cá trá phú đơn na, loài hươu na chim thú kia thấy được đầy đủ đối với chỗ cần dùng của mình. Do đấy chúng không còn não hại lẫn nhau, thân tâm được an lạc. Đối với 10 nẻo nghiệp lành có thể gắng sức dốc tu tập, dẫn tới việc ở nơi cõi trời người được thọ nhận lấy quả báo đầy đủ vui sướng. Nhờ nhân duyên ấy, đối với 3 thừa của đạo giải thoát, chúng đã đạt pháp không thoái chuyển. Chư thiên người như thế là cũng có thêm được lợi ích lớn lao. Như Bồ Tát Ma Ha Tát trụ nơi lâm viên tịch tỉnh tu tập để nhất nghĩa, có thể khiến cho chư thiên người có được an lạc yên định. Nhờ đấy mà Bồ Tát có thể mau chóng thực hiện đầy đủ 6 pháp Ba La Mật. Vì vậy mà chư Bồ Tát Ma Ha Tát nên trụ nơi lâm viên tịch tỉnh để tu tập đệ nhất nghĩa. Đối với tất cả các căn lành, các pháp tam muội Đà La Ni luôn bền vững, nhẫn nhục, an trụ để tạo được mọi thành tựu trọn vẹn. Như núi Chúa Tu Di luôn được an trụ vững bền, cũng như thế, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập nẻo chân đế đệ nhất nghĩa, ở nơi tất cả căn lành của Pháp Bố Thí Ba La Mật, hàng phục các thứ phiền não. Như Na La Chiên, Bồ Tát dùng pháp nhẫn nhục Ba La Mật điều phục tất cả mọi nẻo ác kiến trong bao cõi. Như cây ba lợi chất Đa La bắt đầu nở hoa, Bồ Tát dùng pháp tinh tấn Ba La Mật khiến cho vô số hoa căn lành được nở rộ như ánh sáng rực rỡ của phần mặt trời. Bồ Tát dùng pháp thiền định Ba La Mật có thể xua trừ mọi nẻo vô minh tâm tối. Như 15 phần nhật nguyệt hoàn toàn viên mãn, Bồ Tát dùng pháp trí tuệ Ba La Mật tạo nên mọi công đức trang nghiêm khiến mọi sở nguyện đều được thành tựu đầy đủ. Như ngọc báu như ý có thể dứt trừ sự bần cùng, Bồ Tát dùng phương tiện của vô số căn lành không thể cùng tận để tạo nên của cải trí tuệ không hề suy giảm, đem đến sự sung mãn cho các pháp nguyện. Như đám mây lớn có thể tuôn xuống trận mưa lớn, cũng như thế Bồ Tát Ma Ha Tát trụ nơi lâm viên tịch tỉnh tu tập diệu nghĩa bậc nhất, nó có thể tuôn xuống đầy dẫy những trận mưa pháp báu. Như Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập đệ nhất nghĩa, khéo có thể an trụ nơi hạnh Bồ Tát khiến cho hết thảy các việc ma rốt cuộc không thể làm động được, đạt được pháp không thoái chuyển nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng đạt được vô số các thứ hoa báu công đức trang nghiêm viên mãn, đạt đến tất cả các pháp trí tuệ sáng tỏa. Nhưng ngọc báu Mani tràng thượng có thể làm nên mọi ý nghĩa như chiếc bình đẹp của Tỳ Sa Môn Vương, có thể dẫn đến tất cả ngọc đuốc trí tuệ. Như có được ngọc báu Mani nguyệt ái ở trên bàn tay, hết thảy mọi đối tượng nhận biết đều được viên mãn, giống như biển rộng, cũng như vào mùa đông mặc lấy tấm áo hổ thẹn. Như người dũng mãnh khéo sử dụng vô số các thứ giáo gậy bền chắc, như khéo giáo hóa ẩn tránh để nuôi dưỡng hết thảy chúng sinh. Như ao Ana Bà Đạt Đa, chúng Khẩn Đa La đều cùng được thọ nhận phước báo. Cũng như hoa sen đối với mọi thứ bùn đất phiền não không thể làm cho ô nhiễm. Như một khối lớn gồm nhiều hoa báu, vô số trăm ngàn pháp môn, lớp lớp vây quanh. Cũng giống như chuỗi hoa báu, là chốn chiêm ngưỡng của hết thảy các hàng thanh văn bích chư Phật, giống như ao suối tràn đầy nước trong lành có thể rửa sạch các thứ phiền não câu uế của chúng sinh. Như con sông lớn Tư Đà có thể trừ hết các thứ phiền não, ác kiến, cấu nhiễm nơi muôn loài. Như chiếc thuyền nơi dòng sông lớn có thể chở đưa chúng sinh với cả sông phiền não đạt tới bờ giác. Như sư tử chỉ tác lợi, hàng phục được hết thảy chúng sinh tà kiến đạo khác. Như chày kim cương của Đế Thích có khả năng trấn áp tất cả mọi chúng Atula đầy phiền não. Cũng giống như những lộng tán có thể ngăn che cho chúng sinh đối với các trận mưa phiền não. Như Đại Phạm Vương khiến cho mọi chúng sinh vượt qua khỏi dòng trôi chảy của cõi sinh tử mênh mông, chỉ rõ nẻo niết bàn giải thoát. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trụ nơi lâm viên tịch tỉnh tu tập nẻo đệ nhất nghĩa, tạo được những thành tựu trọn vẹn về vô lượng công đức như thế. Này thiện nam, như thế thì diệu nghĩa bậc nhất của chân đế đã được thể hiện nơi phân nghĩa như thế nào? Diệu nghĩa bậc nhất của chân đế là cú nghĩa năm căn, là diệu nghĩa của tam muội căn, là diệu nghĩa của đại từ đại bi, là diệu nghĩa của sự tin tưởng sâu xa nơi nhất thiết trí, là diệu nghĩa của việc dùng 4 nhiếp pháp để thu nhận hết thảy chúng sinh, là diệu nghĩa của việc hộ trì chánh pháp, là diệu nghĩa của sự dốc cầu tất cả pháp Phật, là diệu nghĩa của việc xa lìa các nạn, là diệu nghĩa trụ nơi công đức của Phật,
là diệu nghĩa của nỗ lực vượt qua quả vị thành văn bích chi Phật, là diệu nghĩa của quá trình làm thanh tịnh ba nghiệp, là diệu nghĩa của việc dùng các pháp tam muội trang nghiêm nơi tâm, là diệu nghĩa của việc gắng làm trong sạch ba nẻo ác khiến cho mọi chúng sinh lìa bỏ đạo tà, là diệu nghĩa tín hiểu về nhẫn, là diệu nghĩa đem lại thành tựu trọn vẹn cho chúng sinh đạt pháp nhẫn vô sinh, là diệu nghĩa xa lìa mọi yêu ghét, là diệu nghĩa đối với các pháp luôn có sự quyết đoán, là diệu nghĩa phân biệt sự nhận rõ các pháp, là diệu nghĩa của quá trình dốc cầu nhất thiết trí, là diệu nghĩa của sự đạt được mọi trợ duyên cho bồ đề, là diệu nghĩa của sự thấu đạt 12 nhân duyên, là diệu nghĩa phân biệt thượng thủ, là diệu nghĩa của ba pháp bất hộ, là diệu nghĩa của bốn vô ấy, là diệu nghĩa của 10 luật, là diệu nghĩa của tâm đại từ đại bi đem lại mọi thành tựu cho chúng sinh, là diệu nghĩa dùng phương tiện dốc cầu 10 luật để nhất nghĩa đế của Như Lai, là diệu nghĩa của 10 địa, là diệu nghĩa của sự đạt được đạo quả cao tột, là diệu nghĩa của sự hạnh phúc chúng ma, là diệu nghĩa của hết thảy quả đạt được nhất thiết chủng trí, là diệu nghĩa chuyển bánh xe chánh pháp, là diệu nghĩa của việc tuôn các trận mưa chánh pháp, là diệu nghĩa của đại nguyện độ hết thảy chúng sinh, là diệu nghĩa tạo lập tám thánh đạo, nói chung là diệu nghĩa bậc nhất của chân đế, hàm chứa vô lượng diệu nghĩa lớn lao như thế. Này thiện nam, diệu nghĩa bậc nhất của chân đế tẩy rửa sạch được mọi cấu nhiễm của cách xử, tiêu diệt hết thảy mọi sâu ác, có khả năng hóa độ mọi chúng sinh bị ngập nơi bùn lầy phiền não, làm khô cạn mọi dòng sông tham ái, vượt qua được tất cả dòng lưu chuyển trong cõi mênh mông, có khả năng phá tan bao lớp lưới kiến chấp, chiếu tỏa xua trừ sạch vô minh, điều phục các oán, diệt trừ mọi lo sầu, khiến cho các căn được thích ứng hoan hỷ để hội nhập chánh đạo, giác ngộ các pháp, tăng trưởng căn lành, rồi bỏ nẻo phàm ngu si, đi vào con đường hiện thánh, đặt đến đạo Bồ Đề. Này thiện nam, như thế là với diệu nghĩa bậc nhất của chân đế thì hết thảy mọi thứ công đức đều viên mãn, thành tựu được trí tuệ vô thượng tối thắng, có thể khiến cho chúng sinh ở nơi mọi nẻo sinh tử vượt đến bờ giải thoát. Bấy giờ Bồ Tát Ma Tát Nguyệt Tạng thưa với Đức Phật: Kính thưa Đức Thế Tôn, chỗ gọi là pháp tam muội, người thực hành pháp tam muội ấy là cái gì làm thân, làm chỗ chuyên dựa, làm tướng, làm tánh? Diệu nghĩa bậc nhất của chân đế là cái gì làm thân, làm chỗ chuyên dựa, làm tướng, làm tánh? Đức Phật nói: lành thay, này thiện nam, Bồ Tát đối với các pháp tam muội đã từng tu tập lâu dài, căn lành viên mãn, Bồ Tát này đã vì mọi chúng sinh nên thỉnh mất Như Lai, nhận ý nghĩa như thế. Này thiện nam, Bồ Tát này hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ ghi nhớ, ta sẽ vì Bồ Tát mà phân biệt nêu giảng rõ. Bồ Tát Ba Tát Nguyệt Tạng thưa với Đức Phật: Kính thưa Đức Thế Tôn, con xin vâng theo lời dạy. Đức Phật nói: Này thiện nam, chư vị thuộc thừa thanh văn thực hành pháp tam muội, tên là tam muội bất thiện, thân là ba cõi, nơi duyên dựa là sự điên đảo, tưởng là bất tịnh, tướng là sự chán lìa chán, tánh là không vui mừng, tam muội địa dưới đấy, thân là chẳng phân ly, nơi duyên dựa là thủ, tưởng là sự nặng cứng, tướng là sự kiên cố, tánh là sự hủy hoại tan nát. Tam muội tuệ giới ấy, thân là chẳng phân ly, nơi duyên dựa là sự tràn đầy, tưởng là sự nhuần thấm, tướng là sự thư thớt mềm mại, tánh là sự khô cạn. Tam muội hỏa giới ấy, thân là chẳng phân ly, nơi duyên dựa là sự thành thục, tưởng là sự nóng đốt, tướng là sự thiêu cháy, tánh là sự tận diệt. Tam muội phong giới ấy, thân là chẳng phân ly, nơi duyên dựa là hơi thổi lên, tưởng là vô ngại, tướng là mau chóng gấp gáp, tánh là sự nhẹ nhàng bay bổng. Tam muội phân biệt ấy, phân biệt ấm ấy, thân là sự khao khát tham ái, nơi duyên dựa là duyên khởi, tưởng là lìa bỏ, tướng là sự khổ, tánh là vô ngã. Tam muội không ấy, thân là pháp thông lợi, nơi duyên dựa là niết bàn, tưởng là không có vật, tướng là sự khai mở trong thấy, tánh là không một cách rốt ráo. Tam muội vô tướng ấy, thân là sự lìa bỏ ba kết, ba kiết, nơi duyên dựa là niết bàn, tưởng là không, tướng là sự chân chất, tánh là sự suy cứu tận cùng. Tam muội như thị tâm tâm pháp, thân là năm thức, nơi duyên dựa là nhất duyên, tưởng là sự tu hành thường xuyên, tướng là sự mau chóng, tánh là không có nơi chốn nương tựa. Đó là các tam muội của thừa thanh văn tu tập pháp tam muội không duyên khởi ấy, được gọi là pháp tam muội duyên giác thừa. Này thì nam, giờ nếu an trụ nơi đại thừa có các pháp tam muội từ ấy, thân là sự nhớ nghĩ, nơi duyên dựa là chúng sinh,
tướng là không còn bị ngăn ngại, tướng là dứt mọi sân hận, tánh là không còn phẫn nộ. Tên muội bi ấy, thân là sự nhớ nghĩ, nơi duyên dựa là chúng sinh, tướng là không hại, tướng là sự cứu vớt, tánh là lòng xót thương. Tên muội hỷ ấy, thân là sự nhớ nghĩ, nơi duyên dựa là chúng sinh, tướng là sự gắn bó với an lạc, tướng là sự yêu mến an lạc, tánh là không công dụng. Tên muội xa ấy, thân là sự nhớ nghĩ, nơi duyên dựa là chúng sinh, tướng là không giận dữ vui mừng, tướng là luôn để bỏ, tánh là không công dụng. Tên muội niệm Phật ấy, thân là pháp tánh, nơi duyên dựa là hình tượng, tướng là xứ sắc, tướng là sự yêu mến kính trọng, tánh là hoan hỷ. Tam muội niệm Anapana ấy, thân là lấy thân làm cho làm thân, nơi chuyên dựa là niệm, tướng là chẳng trụ, tướng là nóng lạnh, tánh là sự sinh diệt. Này thì nam, như thế là diệu nghĩa bậc nhất nơi chân đế của pháp tam muội tam ma bạc đề tứ thiền, diệt không đã dựa vào niệm Anapana. Thế nào gọi là niệm Anapana? Ana gọi là hơi thở vào, bana gọi là hơi thở ra, niệm đó là tâm pháp. Này thì nam, hành giả nếu tu tập pháp dựa hơi thở vào, xuất hơi thở ra, đã tu tập thì thân nương tựa mà tâm cũng được nương tựa. Nếu tu tập như thế nào? Một là đếm, hai là thuận theo, ba là dừng lại, bốn là quán tướng, năm là chuyển trở lại, sáu là đạt được sự trong lành khoan khoái. Giờ đếm có hai thứ động tác. Một là dựa vào đáy để xua trừ mọi giác quan khác. Hai là cùng giữ lấy hơi thở vào. Về thuận theo cũng có hai động tác. Một là dựa vào hơi thở ra để xua trừ các giác quan. Hai, giữ lấy hơi thở cùng vào. Về dừng lại cũng có hai động tác. Một là thể hiện rõ hơi thở ra vào dần dần giảm hết. Hai là an trụ nơi pháp tam muội. Quán tưởng cũng có hai động tác. Một là thể hiện rõ hơi thở ra vào dần dần giảm hết hẳn. Hai là quan sát tâm, các pháp của tâm, đủ thứ khác biệt cùng chốn dừng lại. Về chuyển trở lại cũng có hai động tác. Một là dứt hẳn ba thứ thọ nhận. Hai là làm dừng lại ba thứ hành. Nhờ đấy mà đạt được hoàn toàn pháp tam muội không. Những gì gọi là tam muội không? Đó là nhận thấy các pháp là không thọ mạng, xem các pháp là không chủ. Ở nơi đấy trụ được bảy thứ không. Những gì là bảy? Đó là, đó gọi là ấm không, chớ không, nhập không, đế không, nhân duyên không, pháp không và tánh không. Đấy là tam muội không. Trụ nơi pháp tam muội không ấy làm tăng trưởng sẽ dứt bỏ các nhân duyên ràng buộc. Từ sự tăng trưởng đó mà mọi sự việc được dừng dứt, mà sự việc được dừng dứt đến gọn nên mọi con đường cũng dừng dứt. Này thì nam, đó là Bồ Tát Ma Ha Tát, nơi đệ tứ thiền đạt diệu lý bất khả đắc, vô ngôn thuyết, đạt đến diệu nghĩa đệ nhất đế của tam của pháp tam muội, chẳng phải là cảnh giới của hàng thanh văn bất chư Phật. Bồ Tát Ma Ha Tát đạt được xứ thiền định nên rốt ráo không còn bị lui xuống hàng thanh văn bất chư Phật, có thể thực hiện viên mãn sáu pháp ba la mật ở trong khoảng 7 ngày đêm, tạo nên sự thành tựu trọn vẹn cho khối lượng ức na cho tha trăm ngàn chúng sinh, chúng thiên long, dạ xoa, kể cả loài quỷ, cá trá, phú đô na, huống chi là có thể hành hóa trong nhiều ngày đêm, nhiều thời gian, tùy theo các quốc độ thành ấp hiện có, nên có sự an trụ nơi đệ nhất nghĩa thiền như thế. Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi các quốc độ ấy tạo được 12 thứ công đức, đem lại nhiều lợi ích. Những gì là 12 công đức ấy? Một, ở nơi quốc độ ấy, quốc vương không hề giận dữ buồn phiền. Các hàng Bà La Môn, Sa Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà cũng không giận dữ buồn phiền các tầng lớp nam phu phụ nữ, trẻ em trai cái cùng cả các loài súc sinh cầm thú cũng không giấy tâm giận dữ sầu não. Hai, ở nơi quốc độ đó, đám thù địch nơi phương khác không hề đến xâm phạm bờ cõi, nạn binh đao cũng không giấy khởi. Ba, ở nơi quốc độ ấy không có nạn giặc cướp trộm, không có tình trạng dối trá lừa gạt lẫn nhau. Bốn, ở nơi quốc độ ấy không có kẻ xấu ác lai vãng, không xảy ra các bệnh dịch, chỉ trừ khi bốn đại chống đối nhau tạo nên bệnh. Rốt cuộc không có những cái chết ngang trái oan uổng, trừ trường hợp quả báo tự thân đã hết. Năm, ở quốc độ ấy cũng không xảy ra các hiện tượng gió mưa nóng lạnh trái thời tiết. Sáu, ở nơi quốc độ đó hết thảy chúng sinh đều không sân hận, độc ác hung bạo, nóng nảy hay đảo điên kiến chấp vì bị si mê che lấp. Chúng thiên long, dạ xoa, là sát Atula cứ bàn trà,
ngạ quỷ tỳ xá già phú đô na ca ra phú đô na ca đến sư tử voi trắng hồ báo chó sói rắn rít độc hại đủ loại cũng không gây nhiều hại. Bảy, ở nơi quốc độ ấy cũng không có các loài ruồi nhặng độc hại, các loài sâu bọ chột chuồn cáo, các thứ chim dữ đều không xâm hại các loài khác, các thứ côn trùng cũng không phá hoại nhau hoa màu. Tám, ở nơi quốc độ đó những thứ hoa quả đều tươi đẹp, mùi vị thơm ngon, giọt ngọt giòn, không hề có những vị cay đắng hôi chát, cũng không có cảnh đói khát. Vì mùa màng thất bát, các loài hoa trái dùng làm dược liệu cũng rất phong phú. Chính ở nơi quốc độ ấy, đất đai đều bằng phẳng ngay ngắn, không có những vùng đất hoang rộng hay những gò nổng cao thấp. Những chốn hiểm nạn đất đai không có những mảng đất mặn hay bị nước biển xâm thực, cũng không có hầm hố sâu khe sâu, hoa quả cây cối luôn được xanh tươi chen chúc sầm uất. Vì thế dân chúng không hề bị thiếu đói về chuyện ăn mặc, mọi nhu cầu luôn được dồi dào, cuộc sống an lạc. 10. Ở nơi quốc độ đó dân chúng không gây thù oán tranh cãi, gây gổ lẫn nhau, cũng không có cảnh kiện tụng tranh chấp. Trái lại, thể đều có tâm từ bi, tâm đem lại lợi ích, tâm vui vẻ hòa đồng, tâm giúp tu tập các pháp bố thí giữ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, tâm cầu pháp giác ngộ, tâm không sai trái phản bội, tâm xuyên cầu ba thừa chánh pháp, tâm âm đạt giải thoát, tâm biết đủ, chỉ trừ những trường hợp đã tạo ra các nghiệp bất thiện oán thù từ quá khứ. 11. Ở nơi quốc độ ấy sẽ được chư Phật trụ thế. Nếu không có chư Phật thì có các bậc duyên giác trụ thế. Nếu không có bậc duyên giác thì có bậc thanh văn trụ thế. Nếu không có bậc thanh văn thì có các hàng tiên đạt được năm thứ thần thông trụ thế. Nơi quốc độ này luôn có các bậc xứng đáng thọ nhận sẽ cúng dường như thế. 12. Ở nơi quốc độ đó không hề có các thứ âm thanh xưng gọi xấu ác hoặc chẳng đem lại sự vui thích. Đó là âm thanh trách phạt, âm thanh tranh tụng kiện cáo, âm thanh của sự trói buộc tra khảo nơi ngục tù, âm thanh giết hại, âm thanh mặc áo giáp dày ra trận, âm thanh của sự săn bắn bắt bớ loài vật, âm thanh của việc trộm cắp cướp giật, âm thanh mắng chửi, âm thanh đố kỵ khắc nghiệt, âm thanh của sự túng thiếu đói kém vì mất mùa, âm thanh vì không đủ áo quần che thân, âm thanh khi đối nơi sự lăng nhục, âm thanh của sự tà dâm, âm thanh của sự nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô bỉ độc ác, nói theo dệt, âm thanh của lòng tham dục giận dữ, âm thanh của sự việc quy ngưỡng nơi thiên thần xấu ác. Nơi quốc độ này không hề có các thứ âm thanh tà ác như thế. Trái lại, quốc độ này luôn có đầy đủ những thứ âm thanh tốt đẹp. Đó là âm thanh của ba ngôi báu, âm thanh của ba thứ luật nghi, âm thanh của bốn phạm trụ, của bốn pháp nhiếp phục, âm thanh của sáu pháp ba la mật, âm thanh của pháp nhẫn vô sinh, âm thanh của sự việc đạt được đạo quả cao, âm thanh không còn thọ nhận sinh tử ở đời sau, âm thanh hàng phục chúng ma, âm thanh của sự kiện chuyển pháp luân, âm thanh tu những trận mưa chánh pháp. Nói chung là ở nơi quốc độ này, những loại âm thanh tốt đẹp hướng thiện như thế luôn được thể hiện hết sức phong phú sung mãn. Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập để nhất nghĩa thiền theo chỗ trú xứ của mình để khiến cho mọi chúng sinh nơi quốc độ ấy đều được hướng tới nẻo Bồ Đề vô thượng ở trong ba cõi tâm tiếng vang động khắp thế gian. Nhờ có chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát bốn mau chóng thực hiện đầy đủ sáu pháp ba la mật, cùng bố đem lại sự thành tựu trọn vẹn cho vô số vô lượng vạn ức chúng sinh mau đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì phải nên chọn nơi chốn lâm viên thanh vắng tịch tỉnh, tạo được sự tương ứng với bốn thánh chủng mà an trụ. Như thế là chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát do sự tu tập chân đế đệ nhất nghĩa nên đạt được trí tuệ của bậc chứng địa thứ 8. Bây giờ, Đức Thế Tôn nhằm làm sáng tỏ thêm những ý nghĩa vừa nêu giảng nên nói kể. Nguyệt Tạng hỏi bậc Thiên Nhân Sư: nguyện vì con nói lời thượng nguyệt, làm sao Bồ Tát trụ La Nhã, làm sao tu tập đệ nhất nghĩa, làm sao nơi ấy đạt như nguyện? Cùng tương ứng, nghĩa trí vô ngại khiến vô số chúng sinh thành tựu, nhờ đấy mau đạt đủ sáu độ, đoạn trừ phiền não cùng các hành, Phật dạy tu tập đệ nhất nghĩa, xem ba cõi lộ phiền não khổ, già bệnh sầu buồn chết bất bách, nơi mọi chúng sinh khéo lòng thương, chống đời ái thủ chân duyên buộc, vui thích thánh chủng trụ lan nhã, nơi đệ nhất nghĩa luôn tương hợp. Người tu các thiền rời sáu căn, cũng lìa ái thủ ấm giới nhập,
Ba cõi cảnh giới trừ tận ái, xa lìa ba đời nẻo đoạn thường, nơi thiền tổn giảm hết chẳng niệm. Người ấy lìa được bụi trắng đen, cũng lìa sáng tối mọi phân biệt, luôn dốc tu tập để nhất nghĩa. Xa lìa ấm giới trụ bồ đề, đã các thế gian được như nguyện. Chúng sinh cõi nước dứt kinh sợ, giống như trăng tròn chiếu thế gian. Chúng sinh như thế được an lạc, như trăng lánh lặng ánh sáng ngời, nơi các quốc độ thanh ác dứt. Công đức như vậy cũng như nguyện, nếu người tu tập để nhất nghĩa, thế gian đầy âm thanh vi diệu, thiếu bệnh tranh cãi thể dừng dứt, khiến mọi chúng sinh hướng bồ đề, tinh thuận nhẫn để nhất nghĩa thành, đạt nhẫn vô sinh cũng như vậy. Cũng nhờ đấy đạt trí vô ngại, nên chóng thành hóa đủ sáu độ. Cũng nhờ pháp ấy độ chúng sinh, cũng chính pháp ấy chóng thành Phật. Thanh văn xứ bất thiện, điên đảo cũng nên lìa. Địa giới chẳng phân ly, vẫn nặng tánh hủy hoại. Thủy giới chẳng phân ly, thưa nhuận để khô cạn. Hỏa giới thiêu đốt cháy, tưởng nóng tánh diệt tận. Các ấm tánh ấy ấy, nhân chuyên được dừng dứt. Không gồm có bảy thứ, pháp vật khiến mở hiện. Vô tướng dứt tham ái, cũng dứt bỏ mọi kiết. Rồi các nhân chuyên tập đều tự lập vô nguyện. Tu tập nhân chuyên khởi, chính là chuyên giác thừa, đại thừa mọi chúng sinh. Tu hành các phạm trụ, tam muội niệm an bác, khai thị nơi thân tâm, tâm an trụ tự tại, dừng dứt ba thứ thủ, ngôn thuyết chẳng thể đạt, đó là đệ nhất nghĩa. Chẳng bậc hai thừa kia, an trụ cõi thật ấy, nếu dùng tam muội đó, vô số chúng thành tựu, danh xuân đầy trong ấy, hành giả chóng thành Phật. Vì thế như muốn đủ các pháp ba la mật, còn muốn thành Phật đạo, thường vui a lan nhã, như luôn vui lan nhã, tu đức hạnh các thánh, chống lìa mọi duyên ngăn, đạt quả Phật giác ngộ. Bây giờ khi Đức Thế Tôn đeo giảng xong về diệu nghĩa bậc nhất, trong chúng hội có 570 vị Bồ Tát Ma Ha Tát cùng ở thời quá khứ tu tập pháp này, tất cả đều đạt pháp nhẫn vô sinh. Lại có 60.000 tầng bà la Bồ Tát Ma Ha Tát từng tu tập pháp ấy, tất thảy đều ở nơi mười địa hành, đạt được trí tự nhiên. Là còn có 60.000 la do tha tầng bà la chúng sinh từng ở nơi quá khứ tu tập bốn phạm trụ cùng bốn phó ngại, tất cả đều đạt được pháp tam muội nguyệt tạng, tự nhiên thành tựu trọn vẹn được trí tuệ của bậc bát địa. Còn có 84.000 vị tỳ kheo, các lậu được dứt sạch, tâm được giải thoát, lại thêm hàng hà sa số chúng sinh chưa phát tâm bồ đề vô thượng, lúc này đều ở nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, đạt chẳng thoái chuyển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hướng về cấp kẻ đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.